Everybody, welcome to Health VK Day. Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VK Day. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới các bạn ơi. Đối với Health là mới, còn anh em sao thì Health không biết. Chỉ được 6 ký tự thôi à. Ok, rồi mấy đứa nè nào. Ok. Vô không? Ok, chọn plus thôi. Ui. Ngó. Nhân vật vậy mà chơi gì mấy ông. Trời ơi, đúng chất hay trái dưa hấu. Có cái vỏ dưa hấu ngoài luôn nè. Ô là trời. Nhân vật vậy đẹp. Ôi ơi. Ô, loli. Ô, ê khoan, mạnh tay quá rồi. Ôi, bưởi kìa. Quá trời quá đất luôn. Ôi, cô giáo may mắn. Quá trời luôn. Rồi chọn cái nào đây? Thôi chọn cái này đi. Đến với nhau cũng là một cái duyên ha. Ok, vô. Bưởi dưa hấu gì tà lè học me hết. Một con game rất nhiều. Ủa? Sao vậy? Mới thấy dưa hấu mà. Đây. Con này thì đẹp. Con này màu tím. Mặt thì không đẹp. Con này mặt đẹp. Nhưng mà để nó màu nâu. Không kệ nó đi. Ok, ủa? Gì vô cái có hết rồi bộ. Ủa, alo. Ồ, vừa vô có bàn, có này có kia. Rồi, tới luôn. Đó. Này là sao đây? Đại tiểu hư muốn gì đây? Muốn gì ở tại hạ đây? Gì đây? Một con game phong cách mới các bạn ơi. Đó, anh em đến với Health VK Day là sẽ gọi là sao ta? Trải nghiệm những con game mới nhất hiện nay. Cũng có thể là những anh em biết con game này rồi, cũng có thể là nhiều anh em chưa biết, nên hãy đến với kênh của Heo để mà chúng ta có thêm nhiều con game mới. Này, thôi ta mở đúng rồi, mở nhân khoan từ từ để ta coi. Ui, nhân 10 coi à. Đó, nhân 10 nó nhanh hơn một chút thôi à các bạn ơi. Ok. Mà kệ nó. Ok. Rồi, đó, ok. Rồi, nữa không? Nữa luôn hả? Tư chất SR, tư chất 12. Trời ơi, mặt con bé dễ thương kìa. Chù choa. Nhét vô đội hình liền, đi đánh liền. Đâu, đánh sao? Hồi nãy giờ chưa đi đánh luôn, trận nào luôn á. Wow. Ê, một loại game thẻ bài ngon nha. Tắt cái này liền. Tắt liền, đó, ôi, rất nhiều, có một số con ta thấy quen thuộc nè, phải không? Ủa, cái gì mà có chiến binh ngoài hành tinh nữa nè các bạn, đó, phi thuyền ngoài vũ trụ nè, đó, bắn nhau, ôi, máy bay đâu nữa, đây, ui, kích duyên à, wow, ba con, bốn con luôn, ui, đồ họa đẹp thế. Tuy là mấy em game hẻ bài không nhưng mà đẹp nha, ngon nha. Ôi, lên được VIP 3 này. Ủa, đúng không? Thấy nó ghi là VIP 3 mà. Ôi, nó lắc lư kìa mấy ông ơi. Đến với kênh của Heo để gặp những con game mà ngon bổ rẻ. Đây là game của app 7 game ha. Cứ đến với Heo đi, rồi Heo sẽ săn lùng những con game ngon cho các bạn. Cái gì đây? Ôi, chiêu mộ luôn chị này luôn à. Chị ta tắm suối nước nóng mới ra à. Ok, cái gì đây? Ôi, sao nó lúc lắc thế? Ủa, xong hướng dẫn rồi đúng không? Ok đấy, bro ơi. Đó, ok. Gì đây? Đi nhậu đi. Dắt con bé đi nhậu để chịu liền. Rồi đi nhậu xong rồi để dắt tiểu hư đi đâu nữa đây. Ủa, đừng nói dắt đi nhậu vậy xong cái chịu quen luôn nha. Làm sao để kiếm được con này đi quay hả? Nạp à. Ok. Ui, nạp giảm dữ vậy bộ. Giảm còn 0.1 hả? Ôi, 98 tệ.
mà nạp chỉ có một tệ thôi, không tới một tệ. Ôi game ngon, game ngon, thơm ngon bổ rẻ. Ôi đây 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 đây, link thì em sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận nha. Đây à, giảm à, vậy là cái này là không phải là giảm cho các bạn 0.1 mà là cái này là nạp 0.1. Ôi cái con hiếu niên ba quy hôm bữa mà nạp 0.1 như vậy nữa là cũng ngon đấy. Đây tên game, tên game chưa biết là gì. Kế hoạch cầm trọt loli, cái này là dịch lại theo tiếng Hán Việt đó các bạn ơi. Đây kế hoạch phát triển của loli là một trò chơi di động ngang rỗi phát triển hậu cung và sắp xếp thẻ hai chiều với bối cảnh của Tam Quốc và thời Chiến Quốc. Khi Tam Quốc gặp thời Chiến Quốc, các anh hùng của hai thời đại sẽ tụ tập lại cùng nhau hóa thân thành những thiếu nữ xinh đẹp. Ồ, rồi rồi rồi, hiểu. Xinh đẹp và trải nghiệm các tàu háo Nobura gì nè, nghĩa là gọi là mỹ nữ chiến quốc đúng không? Hiểu đây. Ok, cho ông nào đam mê đó. Lô đi. Ui, UR nè đúng không? Mới thấy một con UR. Đúng rồi, UR, SSR. Làm sao có được những con đó ta? Đây, ôm tập quà tặng. Ủa, không thấy lịch mở server ta? Ôi. Anh ấy khoe tướng của anh ấy nè. UR, wow. Ngon đấy bộ. Ok, quay lại game nào. Giờ làm sao để đi kiếm được vé nạp đồ nè. Ok, cái này gì đây? À, quay tướng à, đấu hũ nào. Được miễn phí một lần. Đúng rồi. Ôi. SSR. Đẹp ghê chưa? Tư chất 16. Ôi, con này cũng đẹp nè bộ. Con này ôi con nào cũng đẹp hết, con nào cũng xinh hết đó. Ngon đấy. Chê sao được mà chê, tướng nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Trời ơi, xinh thế này mà lệ. Ok, wow. Ơi khoan, ta thích con này. Ôi nhìn nó ngầu kìa. Mặc cái bộ đồ kiểu tân thời nữa, Tây phương nữa chứ. Đâu rồi? Có một số con thấy khá là đẹp như con này nữa nè. Ôi nhìn cái đao khá dài, có thể là Quan Vũ không? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà ở đây đi ra ngoài coi, quay tướng cũng là được miễn phí nhưng mà nó ra SR. Ui má, tướng R không mà cũng xinh nữa mấy ông. Tiếp luôn này, tướng N nè. Ok, NR. Ui con nào cũng xinh hết, tạo hình. Ui oh my god. Ui tôi đang là đang ở đâu đây này. Ôi đẹp kìa. Ôi game gì đây, game gì đây? Tiến hóa lên. Ôi tiến hóa level cuối kìa. Game này không những ngon mà nó còn có tiến hóa vì sao nữa nha các bạn ơi. Ôi có skin luôn. Wow. Ok. Rồi quay thử hả? Phải có vé này mới quay được. Rồi để tới coi ta mở được cái rương. Ủa cái túi nằm đâu? Ôi có hư nè bộ. Gì đây? Cho đồng hả? Cái đồng luôn quá, xúc sắc rubik gì đây? Không phải, cái túi nằm đâu anh em? Chưa thấy cái túi của tôi luôn nha. Đồng nè ha. Này thâm cung bí sử gì tà le hồng me hết. Rồi tới luôn.
tàu chiến luôn à. Wow. Cái này cái gì đây? Kỹ năng của tàu chiến. Ôi, cập nhật luôn rồi à. Ngon. Ôi trời ơi, lại nữa này. Game thế này mà không chơi thì chơi cái gì bây giờ? Trời ơi. Ú là trời. Đầu tư liền, bỏ vô vỏ liền mấy anh em ơi. Ôi, nhận quà luôn. Nhận được không? À, cái này phải nạp. Mà nạp rẻ lắm. Đó. Ủa? 18 tệ trừ ra hết luôn. Là nó còn có 0.13 mấy ông ơi. Nhưng mà được cái hẻ mà đúng không? Đây, được quay miễn phí. Ok, được rương nữa. Ủa? Hết rồi hả? Ok đây. Nhá nhá hàng sơ vậy thôi. Anh em có chơi thì tải về. Tôi vẫn chưa tìm được cái túi. Hình như cái rương đây đúng không? Đúng rồi, đây là cái rương của chúng ta nè. Đó, mở hết. Ok. À, cái này là tăng lực chiến đồ. Ôi, ôi. Ủa, con này hồi nãy chúng ta quay được hả? Ồ, chắc vậy quá. Nó nằm ở trong túi mà. Mà nãy thấy có mấy rương kia nữa là rương gì ta? À, đây nè, đây nè, đây nè. À, không mở được à? Ê, ê, ở đây có đồ nữa hả? Ok, quay thử liền. Ồ, tiền tài và danh vọng. Ok, ta quay hết nha. Ok luôn, ok luôn. Đó, ok man. Cái này là cái gì đây? Quay 10 lần hả? Đúng không? Cái này vẫn chưa hiểu lắm. Quay nó ra cái gì ta? Gá vàng à? Hình như là gá vàng hả mấy bạn ơi? Đúng rồi, nó gá vàng. Để đó đi. Rồi xúc sắc là quay ở đâu đây? À, nhân 3 luôn hả? Ôi. Ôi, có 3 viên. Ôi, gớt vô ô nhân 3. Ô, nhân 3 là nhân 3 cái này đó hả? Wow. Hay đấy bà rồ. Ôi, được 30 mảnh hero. Ôi, wow. Oh my god. Ngon, ngon, gớt vô cái ô đó con, nhân 3. Trời ơi, được tàu. Về nhà lốt, về nhà lốt. Ok, được thêm 30 mảnh nữa. À, trong này nữa à. Ok, trong này được có 2 vé à. Ôi ôi ôi, trời ơi, tốn tiền. Thôi thôi thôi, cái gì đây? À, à, qua ngày hả? Rồi, hiểu. VIP, chúng ta đang ở VIP 0 hả ta? Đúng rồi, chúng ta đang ở VIP 0. Ôi, chiêu tài, hồi nãy hết tiền rồi. Chứ không là ra là có đủ rồi. Thật là cờ bạc. Hay rất nhiều luôn. Vòng quay. Điểm danh. Ủa gì cái ô, ôi, ôi tớp nè bồ ơi. Ôi, ôi, ngầu. Ok đây. Ôi, 7 ngày nhận được hero một nụi. Ú là trời, 7 ngày một đống hero luôn. Wow, ôi. Ngày thứ 7 nhận được một con UR nha các bạn ơi. Wow. Tư chất 30 luôn. Ngon, ngon. Ok đấy, ok đấy. Rất nhiều luôn. Còn cái này gì đây? À, tắm à?
dễ thôi đó hả? Còn cái này cái gì đây? Wow, wow, quá trời event thì cũng vậy. À, câu câu nguyện à. Đây, ok. Ôi, 10 mảnh, tư chất 42. Ui, man. Wow. Ôi, mai vô cầu nguyện tiếp. Trời ơi, NR hả? Ok, ôi, có ngựa luôn nè. Gì đây? Cái nào miễn phí, cái nào free thì lấy hết. VIP. Rồi, mèo chiêu tài, đủ tiền rồi. Chiêu tài lên được 1000 mấy. Thôi lời rồi. Đang VIP không? Cái chỗ này là cái chỗ nhập code ta. Đây, nhập code. Thôi ơi, game thì có 3 cái code, 4 cái code. Ok. À, được 300 vàng. Đó. Được thêm bao nhiêu đây? À, 300 vàng nữa. Cũng được. Ok. Được 300 vàng nữa. Ôi, có cho bé tệ không ta? Ok, 300 vàng nữa. Ôi, được 2.400 kìa. Hay gì vậy? Rồi hết rồi, còn nữa không? Hết rồi. Bạn bè à. Oh, top nè. Ok. Ui, đội hình top của bắp vậy bộ. Thua đội hình của mình nữa chứ. À, cái này là chiêu mộ hả? Ok, được vàng. Chiêu mộ ở đâu ta? Ở đây là tướng của mình nè các bạn. Đó. Được một con VIP Pro nha. Rồi. Link thì heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận á. Anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu thêm á. Đấy. Vé quay hả? Vé quay thì bây giờ nãy ta có. Đó rồi, nãy có vé à. Ok, ít rồi. Đúng rồi, giờ là quay 10 lần là 3.000. Cũng tính tiêu thử 3.000 lắm. Nhưng mà chúng ta chưa có được 3.000 các bạn à. Ôi, được 3.000 rồi nè. Nào, tất tay thử cái nha. Đâu rồi? Ở đâu? Ở đây đúng không? Đây. Ủa, nhưng mà bấm vô không được. Trời ơi, bấm vô 300 mà chút đâu có đủ nhân 10. Bán thiệt chứ, có bán vé được không ta? Không. Thôi ok, rồi nhiêu đó được rồi. Ôi, ở đây con đó đẹp rồi, để nó đi. Con này đẹp hơn đúng không? Rồi con này đi. Ôi, con này xấu quá bầu ơi. Ủa, con này kìa, thấy là ổn hơn tí. Rồi đánh thôi. À đó, ba con của mình. Thôi ơi, một phát một. Được con kia là hôm rồi. Đó. Ôi, được thêm kim nguyên cương kìa. Đó. Ôi, đứng ra ngon đấy bộ. Ồ, đánh qua ải cho khá nhiều kim cương nha, kim nguyên bảo nha. À, nữa không? Hết rồi à? Chỉ cần clear hero này thôi là cũng thấy hôm nữa. Ôi, được 100. Nào, đó. Game thẻ bài mang tính chất là... gơ sinh ha. Đó. Được thêm nữa. Gì vậy? À, vé. Vé, vậy cái này một con tư chất 12 hả? Cái này là phải mua bằng vàng hả? Ok đấy. Tự nhiên trong thế giới mỹ nữ có một hàng được rửa. Ok. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta đến nhẹ với một con game. Ok. Rồi, lên.
Nào, đây để Heo đi chiêu mộ một cái đã. Đâu rồi, đây. Đây, 10 lần ha. Ok, 10 lần một phát thử nè. Đó, một em xinh tươi, hai em tươi xinh. Ôi, quá tươi, quá xinh. Ôi, ếch ếch rồi, wow. Ngon rồi, ngon rồi. Đợi em lên hương. Lên hương là đây chứ đâu. Ôi trời ơi, thơm ngon, thơm ngon. Nào, tính ra hồi nãy đi đánh boss là thơm đấy. Đi đánh phó bản là thơm đấy. Đi đánh một phát là toàn là tướng ngon, tướng xịn phải không? Tao đổi con này luôn. Đây, đắc kỹ của tao. Nào, đánh thêm trận nữa. Thôi, chúng ngưng mà thấy vậy xong ngưng bột. Đó, đó. Dạ, nên để con SSR lên đúng không ta? Chỉnh lời đội hình ha. Đây, 1.600, 1.700 gì đây? Gì đây? À, có vô chọn đồ cho nó nữa à. Ôi, man. Ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Tới đây thì chắc anh em tự tự mình lựa chọn ha. Đó, có đồ luôn, có quần áo luôn, vẫy luôn, ok. Sau này chúng ta sẽ mở ra được nhiều hơn nữa ha. Ok, rồi, ôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tăng tỷ lệ ấy lên, rồi hết rồi.